Em tên là Bạch Ngọc Phúc, em năm nay là 31 tuổi. Em tên là Phan Thị Ngọc Phi, em đến từ Quảng Ngãi, năm nay em 25 tuổi. Bạn ở Quảng Ngãi là bạn ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Em trải qua hai mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Quen 3 năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi, tại sao lý do gì chia tay? Bạn kia bắn say nắng nên là cho bắn đi theo nắng luôn. Xíu những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh, chạy không đa, chạy rap. Dạ. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy? Em công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ mạnh mẽ lắm à. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nói bất ngờ luôn á. Giới thiệu em là Trịnh Thị Ái Thu, năm nay em 30 tuổi ạ. Em tên là Lê Văn Thuyết, năm nay em 31 tuổi. Ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét là hiền lành. Thì em cũng sống tự lập khá là lâu rồi. Em có thể biết từ chăm sóc bản thân và từ nấu ăn rồi từ giặt đồ, từ làm tất cả mọi việc mà một người con gái có thể làm. Tại em là trong một gia đình khá đông con cho nên em suy nghĩ về gia đình nhiều hơn. Khi mà quen bạn đó thì bạn cũng khá lớn tuổi á, thì em lại nghĩ là mình cần phải có thời gian để cho gia đình nhiều hơn, quan tâm tới ba mẹ với lại phụ giúp ba mẹ nuôi các em ăn học. Hiện tại thì các em của em á, là đã ổn định hết rồi và cũng đã có gia đình rồi. Bây cho giờ nên là... em là bắt đầu suy nghĩ tới bản thân của em.